Hello, welcome back to Night to Chơi. Hãy đến với Bách Mục. Quay vật đi. Nào ấy. Đuổi theo. Úi trời ơi, tay vậy làm sao nhỉ? Đánh rồi. Wow, hai chìa khóa liền. Anh game này nhìn vậy. Đồ họa tốt đấy. Cô không ra được. À, gấu, gấu. Kiểu gì nhỉ? À, đây đây. Phá cái này. Sập luôn rồi, đấy, quái vật này. Này, cái đất gì đây? Hướng dẫn, hướng dẫn. Run.
Để mất khùng. Mất gấu rồi. Thể không có. Chờ lúc này. Lấy cái bánh xe này. Mỗi lần được chiếc này. Nhặt đến bao giờ mới đủ đây? Quá là đổ rồi. Đây rồi.
một mốc. Giật đấy. Con này chó này kêu to quá. Cuối cùng teo rồi. Sắp xếp mấy cái hình này để cho nó phun nó lửa được.
mà đổi bằng mắt. Chim mi bắt này. Này, cái chức năng là thả mấy con này ra đúng không? Ôi giời, Rumbo. Đây này, đằng này vẫn còn mà này nhưng mà khóa chưa đi được. Tác giả chưa nghĩ ra. Ôi thế. Này có cái đèn pin tốt. Tối này. Tối quá. Đã tiếp tục chơi bầu. Player 1, choose. Rush. Nhìn có vẻ ổn đấy. Máy giật quá rồi. Không gì tuyệt vời hơn cú ném một đây. Hết sảy. Stick. Quả sao mình có cái phiên bản cùi thế này. Không có hack hiếc nhỉ. Thank you.
Toàn. Scary teacher. Mẹ này quay thịt. Cơ hội cho chúng ta. Chôn mà. Cắn nhé. Nhanh không? Nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá. Ban ban. Vào ban ban 1 này. Phần 2. Tối này. Lối đi. Tín hiệu SOS thôi. Đi theo cái đường chỉ dẫn này. Quái vật đồng. Con đuổi ra rồi nè. Đấm ơi. Thank you.
máu mình rồi. Hết máu rồi nè. Chuẩn, mí chuẩn không? Nè, như thần như thánh. Hơi đỉnh ấy. Nghe chuẩn không? Máu mà. Bỏ mạng được sao? What? Bỏ mạng mà 51. Ok, vào Minecraft. Chỗ này hơi tối. Lửa đây. Vương quốc của Ban Ban. Anh nhau ơi. Con đen đen này không đánh nhau. Sumo. Binh vào 100 sumo. Nhau loạn xin nhận rồi. Đây, 100 dung bộ. Ôi, đánh nhau. Ui. Ok, đánh nhau kinh quá. Chúng ta sẽ chơi Banana Run. Xếp hàng cực đẹp rồi. Ủa? Khó nhạc mà.
Let's go. Giờ game này có âm nhạc, trước giờ mình tự không có. Cắt nhau bông bốp rồi nè. Tiền. Rồi. Mọi xin nhạc. Skibidi Motor. Ok, chúng ta tiếp tục chơi Poppy. Poppy sẽ là chơi nào đây? Có một người đang đến. Đó là cái con Pinky. Có, nó vừa đây mà đâu mất. Má hết điện rồi. À đây không cần điện này.
chị nhà phải kéo về đầu này nữa nhỉ. Còn cửa cuối. Push me that. Gần hết rồi. You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow mommy. Down the stairs, one left.